Ôi, ăn hải sản, tươi sống phi yếu, fresh, ngon. Cồn đảo nha các bạn ơi. Phi yếu. Thank you.
Ốc biển đó mà cuối cùng đó một con khoảng 1 kg gì đó cậu. Nhưng mà cái làm ra cái thịt đó là nó lẩu nấu lẩu chua hay gì đó anh. Nó sực sắc nó ra hả? Dạ sắc ra. Ăn rất là ngon. Đúng vô lẩu hả? Dạ ngon lắm. Trời, nó giòn hả? Nó cũng dai vô hạt như này. Mà dai hơn, Ở cái thịt nó bự lắm. Dạ bự nguyên con. Lát rồi hả? Rất mỏng mỏng như hấp chả. Dạ đúng rồi đó, ở dưới Đông Hải á. Ở bên nước ngoài bán là 40-50 đồng ký con. Dạ đó là ở đây nguyên một con đó, nguyên một con là khoảng 1 ký vậy đó. Ủa đưa về sao ăn ba? Thì lấy cái kéo ra cắt kéo ra cho Hi Tỷ ăn được, cái này mềm Hi Tỷ. Dạ. Cái này chết, ông này nãy giờ chết cứng quá, cái này mềm không? Còn có ông Tiến nè Tỷ. Hả? Còn ông Tiến nè. Mời kéo ra cái hộp. Hả? Cháu lựa mấy đồ mềm mềm á, bụng cắt cho Hi Tỷ miếng đi cháu. Đây nè. Mình làm cháu ăn mà thấy cái đĩa nó cong luôn. Không. Giải quyết cái này đi ăn chuyển dạ. Giúp cho mấy cháu hết chỗ này cho anh tới năm đó ấy đi cháu mực đi cho nó mực luôn kìa mà trời ơi mà đến nguội đó ăn hết nữa được rồi mời cháu nghe nha cứ ăn nhé cái nhé giờ 50 sao nhiêu đây cái này nè 50 ha dạ 50 đi cậu cô con ốc này quá rồi cái này bây giờ cái này em ăn này là hết cái đồ bộ không? Chùa Vân Sơn Tự đó cái mỗi một đứa khác đi vào thì Di Tỷ đó mời chỉ Mỹ hay chỗ kia là ọc é chỗ kia là chè kìa là nó ăn đi em cậu thấy rất là ân cần rất sức chị cậu trong lòng cậu vẫn nghĩ cũng quan sát cậu thấy anh em rất là thân ái với nhau Di Tỷ vậy đó ngách thấy hùng đi vô sao hùng chỗ kia là gì đó hùng é vậy đó chị cho mình cũng đang khác mình cũng đang khác nhưng mà đương ghê bây giờ cũng 9 giờ hơn rồi đúng rồi 9 giờ hơn 9 giờ rồi cả đoàn lên xe về khách sạn giao giọng nhiệm vụ anh cả giao cái đúng xích vỏ to cái vỏ đâu Hi Tỷ rồi đây nè có rồi dạ.
lỗ cái tỷ con bỏ quên nè. Không phải con không lỗ quên, tại vì con đi đang đi bảo vệ vợ con. Ông kể công với cậu á cậu ơi. Dạ. Ông kể công làm bảo vệ cháu của cậu. Tao nói là tránh tiếng nó rồi, Mỹ nó còn gán nói ra. Còn quất đâu? Còn quất với hồn. Ờ, tao với vợ tôi ra là còn quất với hồn mới vô, không á mình chạy luôn đi. Mẹ. Mở, mở, mở ơi. Dạ. Con là giờ này là con vậy đó. Rồi, quất lên. Trời ơi, tính anh ơi, tôi đây qua tàu, cảm ơn anh đó mà. Có qua không? Đây, đây. Cúp. Cảm ơn chú Cường nhiều nha. Dạ, dạ. Tao đoán được không? Được, quá tốt, quá tốt. Ca đứng lên đây để giùm máy nè. Đó, à, quay Tuấn Anh nè. Ôi một cuộc đổi đời, phóng xá dân bình yên. Chỉ có danh trại và hang ổ kẻ thù đang rung. Máy chào quá trời luôn. Phải quay quay cái kia được anh quá. Bị chào lắm. Khi giặt đầu hàng, anh nén lòng không nổ. Giống ca bài của công chàng đó mày.